Sau một tuần ghi hình sinh nhật ngủ mùa mới nhất, dàn sao đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Nhân vật được cộng đồng mạng mong đợi nhất, Domisi, cuối cùng cũng đăng tấm hình HD cần nét sau bao ngày fan phải truyền tay nhau tấm hình mờ nhoẹt bị rò rỉ ra từ chương trình. Sau một tiếng đăng tải, bức hình của Domisi đã hút hơn 318.000 lượt thích cùng hàng chục ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Quá không hổ là sức hút của một trong những streamer hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là lần đầu Domisi chia sẻ cận cảnh về nơi đào mới. Trước khi ghi hình chương trình, ông bố hai con đau đầu vì phải thực hiện đúng quy định của quân đội, cắt đi mái tóc vuốt keo bóng lộn để dạn dĩ nghiêm túc với mái đầu 3 phân. Domisi còn tiết lộ đã xin chế tác chọn cho mình một đồng chí có tay nghề hớt tóc đỉnh nhất, vì sau chương trình này anh còn phải tham gia rất nhiều sự kiện cá nhân. Dưới phần bình luận, người hâm mộ khá hài lòng, thậm chí còn cổ vũ tộc trưởng tiếp tục để mái đầu này vẫn rất phong độ.